Tựa đề rất đơn giản và rõ ràng, không có gì quá cao siêu để giải thích thêm. Thế nên mình sẽ đi thẳng vào vấn đề. 4 điều con trai không thích về con gái. Đây là những điều mà mình đúc kết từ kinh nghiệm của bản thân. Và nó không mang ý nghĩa vơ đũa cả nắm rằng tất cả con gái đều như vậy. Thế nên nếu bạn là nữ thì hãy cứ nghĩ rằng chắc nó chừa mình ra. Còn nếu bạn là nam thì bạn có thể thư giãn, ngồi vỗ tay và gật gù đồng ý. Điều thứ nhất, tại sao khi con trai đang xem thể thao mà có một số bạn nữ cứ thích ra xem cùng, xong ngồi hỏi han loạn xạ cả lên? Đừng có hiểu nhầm mình, thực sự thì mình rất thích bạn gái mình tỏ ra quan tâm tới sở thích cá nhân của mình, nhưng không có nghĩa là phải phá game để mà cố gắng bày tỏ cái sự quan tâm đó. Ơi, em đang xem bóng đá à? Em xem với. Em có bao giờ xem bóng đá đâu. Ai bảo thế? Người ta xem hơi bị nhiều đấy. Đội nào đá thế? Tây Ban Nha, Lào. Ô sao ông áo đen nào lại tự dưng chạy vào sân dơ với cái thẻ vàng, thẻ đỏ là thế quái đâu. Người ta đang chơi với nhau thì tự dưng lại chạy vào phá đám. Đúng là vô duyên vãi anh nhỉ. Không phải đâu em ạ, đấy là trọng tài. Còn mấy cái thẻ kia là kiểu hình phạt cho mấy cái cầu thủ mà chơi xấu rồi vi phạm luật chơi. Thì thẻ vàng là kiểu để cảnh cáo, còn hai thẻ vàng thì sẽ... Mà sao mấy ông cầu thủ khỏe kinh, vừa mới ngã xuống trông đau đớn thế kia mà giờ bật dậy như đúng rồi. Mà em nói thật, chả hiểu sao lại thích bóng đá cơ. Hai mươi mấy ông con trai đuổi theo một quả bóng chả hiểu gì luôn, cứ như là đang chém xiếc ấy. Tổ sư với thằng người yêu khốn nạn. Điều thứ hai, con trai không thích con gái mà quan tâm quá nhiều đến vẻ bề ngoài. Dạo này mình xấu thế nhở? Lại muộn. Mà lại còn béo nữa chứ. Rõ ràng mình ăn kiêng như thế mà sao nó lên cân là thế nào nhỉ? Em ơi, xong chưa còn đi nào? Từ từ người ta phải chọn quần áo nữa chứ. Có ăn sáng thôi mà sao phải chuẩn bị lâu thế? Cái đồ vô tâm, chả hiểu gì về phụ nữ cả. Dậy chưa? Điện sáng với tao không? Ok, tao qua đây. Thế à? Lúc nào cũng, ôi, dạo này nhan sắc thật là xuống cấp rồi, thân hình không được ngon nghẽ, thon thả. Đi đâu cũng cần phải hàng tiếng để chuẩn bị, có đi từ nhà ra đầu ngõ mà cũng phải trang điểm, phấn son, quần áo, đầu tóc. Mệt mỏi. Điều thứ ba, cái này thì mình cá chắc là bạn trai nào có người yêu cũng đã từng nghe qua. Từ trước đến nay, anh đã có bao nhiêu người yêu? Tuyệt vời. Từ trước đến giờ là 5 người em ạ. Nhưng mà thôi, nói chuyện đấy làm gì? Chuyển chủ đề đi. Em cứ tưởng anh có gì đặc biệt và khác biệt với những người khác, nhưng có lẽ là em đã lầm. Hóa ra anh cũng chẳng khác gì bọn họ. Em bị làm sao đấy? Anh hãy để em yên. Em cần thời gian để suy nghĩ về chuyện của chúng ta. Thôi rồi, lúc nãy anh nói đùa ấy. Thực sự thì em là người yêu đầu tiên của anh. Chém gió. Và điều thứ tư, điều này thì chỉ xảy ra với những bạn trai mà đã từng yêu nhiều hơn 2 lần trước kia. Đó là khi bạn gái của các bạn hỏi rằng trong tất cả các người yêu trước thì anh có tình cảm với ai nhiều nhất? Hỏi thế này là anh phải chém gió rồi. Tại sao em lại phải bận tâm về những cái chuyện đã xảy ra trong quá khứ thế nhỉ? Em phải biết là sống là phải hướng về tương lai. Và chúng mình đang hướng về tương lai chứ không phải là về quá khứ. Anh không cần biết mấy người kia như thế nào hay là em quan tâm đến họ ra sao. Anh chỉ cần biết duy nhất một điều rằng anh chỉ nhìn thấy hình ảnh của em trong tương lai của anh chứ không phải là bọn họ. Thế nên có lẽ
Trong tất cả những người yêu trước đây thì anh có tình cảm với em nhiều nhất. Người yêu trước đây. Thực sự mà nói thì mình chưa bao giờ thích chém gió trong chuyện tình cảm cả. Nhưng mà chính các bạn đã dồn mình đến bước đường cùng đấy, các bạn biết không?